Trường Đại học Văn Lang, 25 năm xây dựng và phát triển, đã cung cấp cho xã hội hơn 41.000 kỹ sư, cử nhân, kiến trúc sư và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Ngoài việc đào tạo đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn giỏi, nhà trường còn chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Mỗi thầy cô, mỗi sinh viên luôn ý thức trách nhiệm của mình về điều đó. Góp phần mình vào sứ mệnh chung của trường, ngày 24 tháng 5 năm 2020, chúng tôi, đoàn giảng viên khoa khoa học cơ bản của trường Đại học Văn Lang đã đến thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh để thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Được sự giới thiệu của anh Cận, Phó Chủ tịch thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, chúng tôi đã đến thăm gia đình cô Ánh ở khu phố Sơn Cưu, phường Long Thành Bắc. Nhà cô nằm sâu trong con đường nhỏ, ngoằn ngoèo. Đi hết đường ô tô, chúng tôi đi bộ thêm vài trăm mét. Căn nhà nhỏ, cũ kỹ hiện ra trước mắt chúng tôi. Đón chúng tôi là cô Ánh, năm nay ngoài 60 tuổi, nhưng trông cô có vẻ già hơn cái tuổi của mình. Cô chú được hai người con lớn đã có gia đình ở xa và anh con trai út, tên Bình, lao động chính của gia đình. Công việc của anh Bình là phụ hồ, những lúc không có việc thì anh lại đi phát thuê cho người ta. Trong một lần đi làm, một cơn mưa bất chợt đã làm anh đổ bệnh. Bệnh ập đến đã cướp đi sức lao động, tuổi thanh xuân của anh. Giờ đây, phải ngồi trên chiếc xe lăn này hướng đôi mắt về xa xăm như muốn nói nhiều lắm, muốn làm nhiều lắm, nhưng không thể. Những tháng ngày anh nằm viện, cha mẹ vừa phải lo tiền chạy chữa thuốc men cho con, vừa phải bươn chải kiếm sống. Cuộc sống nghèo khó, giờ đây lại càng khó khăn hơn. Căn nhà nhỏ, cũ kỹ, có phần rách nát, được chắp vá bởi những tấm tôn, miếng ván vụn, được xây dựng đã nhiều năm, giờ như chật hẹp, tối tăm hơn. Những ngày mưa, nước tạt, gió lùa vào, nghe lạnh thấu tim, còn trời nắng thì như thế này. Cô kể lại, lúc anh Bình học hết lớp 12, cô đã từng dẫn con xuống thành phố Hồ Chí Minh để thi đại học, có đăng ký thi vào trường Đại học Văn Lang nhưng không đậu, ổn quá chừng. Lúc đó nhà cũng nghèo, phải đi mượn tiền lo cho con, ở thành phố 4 năm ngày, không có cái gì để ăn. Vòng vòng mấy cái đường đây không, đi gì nói 4 ngày trời đi xuống dưới. Dạ. Không có bán cái gì đồ chay, nó ngay bị cô thì ăn chay từ nào tới giờ. Quán chơi trường. Quán chơi trường. Cái năm 2005, nãy giờ cô trường đại học Văn Lang còn đưa cái thành phố biểu còn đó. Con không thành tài nhưng rất hiếu thảo, làm mọi thứ để lo cho cha mẹ. Trong lúc một số thầy cô ngồi nói chuyện với cô Ánh thì nhóm thầy cô khác lại đi quanh khu nhà và bắt gặp hình ảnh này. Người cha nhẹ nhàng hướng dẫn con nhấc từng bước chân để sao không bị vướng khi đi lại. Cha đã làm cho con một tay vịn dài để con lần bước tự đi khi không có cha bên cạnh. Nhà vệ sinh cách khá xa với căn nhà chính. Mỗi khi có nhu cầu, anh Bình phải đi thật xa như thế này. Chúng tôi thầm nghĩ, khi trời mưa gió, khi trời nắng gắt thì chắc khó khăn lắm. Huống hồ là người bệnh như anh Bình. Rồi bữa cơm đạm bạc như thế này, túc trực thường xuyên ở nhà cô Ánh. Chúng tôi chia tay gia đình cô Ánh mà lòng không khỏi xót xa. Một gia đình có 3 người, 2 người già đã quá tuổi lao động, sống chủ yếu bằng việc làm thuê làm mướn với một người bệnh cần thuốc men, sự chăm sóc như thế này thì lối thoát nào dành cho họ. Nói đến một căn nhà lành lặn hơn, tương tác hơn, chắc chưa bao giờ họ mơ ước đến. Với sứ mệnh và triết lý giáo dục sâu sắc của trường Đại học Văn Lang, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, truyền cảm hứng đến mọi người, chúng ta hãy làm điều gì đó. Chúng ta hãy cùng nhau góp yêu thương xây ngôi nhà mơ ước, hãy cùng xây những ngôi nhà yêu thương Văn Lang để ai đó có được một mái ấm, một niềm vui sống và tin rằng cuộc sống này còn nhiều lắm những trái tim biết yêu thương và biết chia sẻ.